Ok rồi, bắt đầu. Trong tuần rồi chúng ta đã làm các cái bài hướng đối tượng đầu tiên. Chúng ta biết cách là khai báo cái cách làm hướng đối tượng ở trong chi công cộng như thế nào ha. À, chúng ta biết cách khai báo cái class, ví dụ class phân số, class điểm, class đường tròn, class tam giác gì đó vân vân. Chúng ta biết là trong phân số thì cái thuộc tính khai báo như thế nào ha. Chúng ta khai báo các cái hàm trong đó thì nhớ tuần rồi mình có một nguyên tắc đó là mỗi cái hàm thì nó sẽ giảm một tham số ha. Ví dụ hàm nhập thì thông thường hàm nhập mình phải bỏ vô cái phân số, thì bây giờ hàm nhập nó sẽ không có tham số nào hết. Hàm cộng phân số thì các bạn phải bỏ một số 1, một số 2 vô cái hàm đó mới cộng nhau được. Thì bây giờ hàm cộng phân số thì còn giữ lên số 2 thôi, bỏ một số 1. Lý do là tại sao là tại vì ví dụ như bạn ghi b1.nhập thì có nghĩa là nhập cho b1 rồi, hoặc là khi bạn ghi b2.cộng b1 thì có nghĩa là lấy b2 lấy b2 cộng với b1 và kết quả sẽ trả là cái b3 vân vân. À, thì ngoài ra thì chúng ta đã có cái viết hai cái từ khóa viết và bóc viết cái khác nhau như thế nào rồi, mình mở cái đó. Nếu mình một cái hàm mình bỏ vô Revit thì ra làm main gọi ra không được, ra một cái class khác gọi ra không được ha. Bởi vì là cái nào là Revit thì chỉ có cái hàm ở trong cái lớp đó thì mới gọi được cái Revit thôi. Còn cái nào bóc viết đó thì cái hàm nằm trong lớp, ngoài lớp hay nằm ở đâu đó cũng mới gọi được cái hàm đó là thật hết. À, đó là khác biệt giữa từ khóa Revit và bóc viết. Tuần này chúng ta sẽ học và chúng ta cũng sẽ làm các bài tập tương tự như vậy, nhưng mà trong tuần này chúng ta làm bài tập liên quan đến chuỗi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ học cách sử dụng cái ống dữ liệu ha, gọi là vector dùng để lưu mạng, chúng ta sẽ chuẩn bị cho các cái sao luôn. À, thì nhân tiện chúng ta sẽ học sử dụng vector luôn. Vector thì nó cũng giống như mạng thôi, các bạn sẽ thấy là các cái dự định sử dụng nó cũng như. Rồi hôm nay thì để chuẩn bị ha, thì chúng ta có 4 bài ha. Bài thứ nhất là về giáo viên ha. Bạn nào trước học hôm nay rồi thì sẽ thấy những bài quen thuộc ha. Bài nhất là giáo viên. Bài thứ hai là về sinh viên ha. Bài thứ ba là về nhân viên, cái sinh viên hết. Rồi bài thứ tư là học viên thôi. Bài thứ tư là về độc giả ha. Nhớ là chữ độc giả là chữ O nha. Có rất nhiều bạn, nói chung là rất nhiều người biết sai chữ này ha, chữ độc giả. Chúng ta chữ O, chữ O, ai mong muốn viết bài viết chữ O được chữ điểm nha. Rồi, chúng ta sẽ có 4 bài, thì dĩ nhiên là chúng ta cũng không có làm hết 4 bài trong lớp này ha. Thì chúng ta sẽ làm theo giống như tuần trước ha. Thầy sẽ làm 1-2 bài trong đây thôi, 1-2 câu trong 1 bài câu hôm nay, làm tới 4 giờ mình kết thúc mà. Đó là mình làm 1 bài câu hôm nay, những câu còn lại thì thầy sẽ ghi ý ra là mình biết làm gì. À, về nhà thì mình sẽ làm theo, mình sẽ làm thử là sao. Thì có thể là trong tuần sau thì mình sẽ dành đầu thời gian để sửa lại bài tập này cho các bạn ha. Còn tuần này cứ làm chứ đã, cứ làm và sai chứ đã. Rồi chúng ta sẽ làm bài đầu tiên. Bài đầu tiên là yêu cầu các bạn là một vấn đề phần ha. Thứ nhất là cài đặt một cái lớp to nào đó, sau đó mình cài đặt một cái lớp mình chứa danh sách ha. Bài nhất là kêu bạn hãy cài đặt cái lớp và cái class giáo viên nó có các thuộc tính như thế này. Mã giáo viên, họ tên, cái hệ số lương, lương cơ bản, cái ngày nghỉ, rồi cái một cái biến tuple ha, một cái biến kiểu bool cho biết là cái giáo viên đó có chủ nhiệm cái lớp nào hay không. Thì sẽ có 3 hàm chính. Thứ nhất là hàm nhập cái thông tin giáo viên. Nhập thông tin là mình biết rồi, nhập mấy cái thuộc tính nó vô đó. Mã giáo viên là mã số mấy, họ tên là gì, hệ số lương bao nhiêu, lương cơ bản bao nhiêu tiền gì đó. Rồi thứ hai là mình sẽ in ra cái thông tin giáo viên cho màn hình. Và thứ ba là chúng ta sẽ viết cái hàm để tính lương. À, thì tính lương ở đây thì cơ bản đơn giản là bạn sẽ lấy hệ số lương nhân ngày nghỉ nhân cho lương cơ bản ha, mỗi ngày nghỉ sẽ bị trừ 200.000, và nếu có chủ nhiệm một lớp nào đó thì sẽ được cộng 500.000 cho tháng đó. Rồi cái câu B đó là chúng ta sẽ viết cái class trường học ha, trong đó có mấy cái hàm về mảng, ví dụ nhập các cái danh sách các giáo viên, tên giáo viên màn hình, thì giáo viên cao nhất, thì thấp nhất thì đó qua sắp xếp, thì nó cũng sẽ tương tự giống như cái bài phân số hồi trước, nhưng mà
và từng rồi mình làm cái phân số với điểm với tam giác cái đường tròn với ngày tháng năm gì đó vân vân, và từng này chúng ta sẽ làm với giáo viên rồi cũng một số khác một cái khác à. Rồi chúng ta bắt tay vô làm thôi ha. Bây giờ này sẽ tạo new cái project, new file, new project ha. Và chúng ta sẽ rồi bỏ micro ra ha, quên em kia rồi. Rồi chúng ta file new project ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đặt là lập trình hướng đối tượng và tuần tuần 03, tuần này là tuần 3 ha các bạn. Thì này là bài 01 ha. Rồi lập trình hướng đối tượng tuần 3 lưu ở ngoài desktop lưu. Rồi ha. Lưu ở cái thư mục kia đi. Rồi mỗi tuần mình có một cái thư mục. Rồi ok, chúng ta cũng chọn là empty project ha. Rồi chúng ta cũng finish. Rồi thì chúng ta được một cái project rỗng như tuần rồi chúng ta làm. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo các cái file ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có thứ nhất là có một cái chúng ta có một cái file là giáo viên .h. Rồi các bạn tự layout tập ở dưới ha, tự tính toán tập ở dưới. Tính toán như tuần rồi đó. File .h là hai trang, file main là hai trang, file cpp là để cuối, bởi vì là chúng ta sẽ chép ra rất là nhiều trang của cpp đó. Rồi tự tính đi ha, rồi tự xếp lại vậy đi. Tuần rồi yêu cầu là phải xếp chéo cho mỗi tuần vậy đó. Rồi bạn nào mà chưa chép bài kịp và cho tuần trước thì làm gì, mình chưa sẵn 30-40 trang để đi cho mình mới biết ha. Biết rồi, mỗi lần chép là 30-40 trang là như đó là chưa sẵn. Rồi thì mình biết là có một số bạn đó chưa có hết đâu. Thì đầu tiên là chúng ta có cái giáo viên .h ha, có cái file là giáo viên .h. Rồi chúng ta có cái file là giáo viên .cpp. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái file nữa là main.cpp ha, main.cpp. Rồi main.cpp ha. À. Rồi trong giáo viên .h thì mình viết cái câu kinh điển ha, if not def jvh chỉ cho ngắn đi ha. Nếu chưa define cái hằng số này thì define cái hằng số này ra, và nif mục tiêu của cái này là để gì, để tránh cho cái chuyện là mình include một cái động code nào đó tới hai lần. Sau đó ở trong giáo viên .cpp thì include file .h ha, include giáo viên .h. Trong hàm main thì mình làm cái gì? Trong hàm main thì mình sẽ include giáo viên .h luôn. Và mình viết cái void main mình để trống. Không. Rồi, tạm thời mình sẽ setup như thế khi bạn tạo một cái project trong Visual Studio ha. Thì thường mình sẽ setup mọi thứ như thế, tức là mình chuẩn bị mọi thứ ban đầu như thế. Tạo file .h, tạo file .cpp, tạo hàm main, rồi hàm main viết cái hàm main để trống ha. Có rất nhiều bạn là không có biết cái hàm main để trống. Rồi hồi build ra rồi nó quá trời lỗi luôn. Lỗi là thực ra nó cái lỗi duy nhất đó là do là cái bạn chưa có hàm main thôi. Thì cứ vô main để trống vậy thôi, khi nào mình cần thì mình viết thêm ha, tập thói quen đó. Rồi mở lại đề bài. Đề bài yêu cầu là chúng ta sẽ khai báo cái class giáo viên có mã, tên, hệ số lương, lương cơ bản, số ngày nghỉ và có phải chủ nhiệm hay không. Như vậy vô trong đây chúng ta sẽ khai báo ha. Rồi chúng ta sẽ khai báo đây class giáo viên ha. Rồi chúng ta sẽ khai báo cũng có hai phần là private và public ha. Cũng nhắc lại một lần nữa là gì, trong private có thể chứa hàm và thuộc tính, trong public cũng có thể chứa hàm và thuộc tính, tùy cái gì mình giấu thì private, còn gì mình muốn cho bên ngoài coi thì là public. Thường là thuộc tính mình giấu ha. Bây giờ có mã nè ha. Rồi cha họ tên, cha họ tên ha, ví dụ như là 50 ký tự nha. Rồi chúng ta có hệ số lương plot hệ số ha. Rồi chúng ta có cái đây có mã giáo viên luôn đi. Rồi chúng ta có lương cơ bản ha, plot lương cơ bản, lương cb ha. Rồi chúng ta có số ngày nghỉ ha, in số ngày nghỉ. Rồi chúng ta có một cái biến là in lên là có chủ nhiệm ha, chủ nhiệm. Thì cái này quy định đó, nếu mình nhập vô một á là
thì nó là thì đây là một cái giáo viên chủ nhiệm ha. Còn nếu mà nhập vô không á thì cái này chỉ là giáo viên bình thường thôi, cái giáo viên này không phải là giáo viên chủ nhiệm, không phải là giáo viên chủ nhiệm ha. Đó thì chúng ta sẽ quy định như vậy. Rồi chúng ta sẽ viết hai hàm ha, hàm thứ đề bài kêu viết ba hàm thì mình khai báo vô. Đầu tiên là hàm nhập, rồi nhập giáo viên ha, sau đó hàm xuất ha, rồi xuất giáo viên. Đây để thầy copy này vô cho bạn hình dung. Câu số 1 là mình sẽ viết cái hàm nhập đây, câu số 2 là mình sẽ viết hàm xuất ha. Cứ mỗi cái yêu cầu mình ra thì mình cứ tập thói quen là chúng ta sẽ viết một cái hàm nào đó. Rồi dĩ nhiên sẽ rồi, câu số 3 là tính lương, câu số 3 là tính lương ha, thì cũng có một cái hàm luôn. Rồi câu số 3 thì sẽ tính lương ha. Dĩ nhiên tính lương nó không có void được, chỗ này là void là tag nha, phải là liệt plot ha, tính ra phải chữ return ha, tính lương. Rồi ông ra nó một ra sao không có mà có. Rồi ok, tạm thời chúng ta